Ngày nay, làm đẹp không phải chỉ là một sự chiều chuộng qua loa, mà thật sự là một nhu cầu không thể thiếu để có một cảm giác thích thú hoặc một ngoại hình xinh đẹp. Máy Galvanic Spa System 2 đã đưa cả một thẩm mỹ viện về nhà bạn. Bây giờ, bạn chẳng cần lấy hẹn để có làn da đẹp, xoa bóp làn da đầu hoặc làm cho cơ thể thư giãn, sảng khoái. Hơn 50 năm, những thẩm mỹ viện đã dùng dòng điện để tân trang và thêm năng lượng cho làn da. Họ dùng những phương pháp xoa bóp nhẹ nhàng để làm cho các tế bào hoạt động đều hòa. Áp dụng những nguyên tắc cơ bản của khoa học, Galvanic Spa System 2 đã tạo ra dòng điện nhẹ kích thích sự thẩm thấu của dưỡng chất vào làn da. Dòng điện âm và dương thay đổi tạo ra những biện pháp vận chuyển các sản phẩm theo một công thức đặc biệt đã ấn định. Bằng cách áp dụng dòng điện âm và dương, dòng điện Galvanic đã thực hiện những lợi ích khác nhau tại các mỹ viện. Bây giờ, với Galvanic Spa System 2, bạn vẫn có thể có những dịch vụ tương tự khi đến mỹ viện, nhưng lại được thực hiện tại nhà riêng của mình một cách thoải mái hơn. Bạn có nhiều sự lựa chọn và nhiều cách để điều khiển máy Galvanic Spa System 2 để thực hiện nhiều dịch vụ cho bạn như khi đến thẩm mỹ viện. Bạn có nhiều cách chỉnh cho máy chạy theo ý mình, phù hợp với các sản phẩm khác nhau hoặc mục đích khác nhau. Những nghiên cứu cũng cho thấy khi bạn áp dụng một biện pháp nào đó trong 5 phút vừa qua thì nó vẫn tiếp tục hoạt động, tăng cường độ vận chuyển các chất trong 24 giờ kế tiếp. Galvanic Spa System 2 có 4 loại đầu dẫn điện được sáng chế để có thể thay đổi tùy theo mục đích cho phần nào của cơ thể, trên mặt, trên đầu cũng như trong cơ thể. Khi bạn bị áp chế hoặc mệt mỏi, thì với Galvanic Spa Face Conductor và Facial Gels, nó có thể làm cho làn da của bạn tươi mát hơn. Dòng điện âm giúp Pre-Treatment Gel ngấm vào da và bao bọc lại những chất dơ, nhất là ở lỗ chân lông. Sau đó, dòng điện dương giúp đưa dưỡng chất vào da và thu hút những điện âm có mang chất dơ ra ngoài để da có thể thở được và trở nên sạch sẽ hơn. Trong ít phút, da của bạn sẽ mát hơn, mới hơn. Để có kết quả tốt hơn, bạn nên thực hiện mỗi tuần 2 lần. Đồng thời, để có mái tóc rậm và mượt mà, nên dùng Galvanic Spa System 2 với Scalp Conductor và Nutrio Hair Fitted qua danh hiệu Trichogozo, một công thức làm tươi mát làn da đầu. Để đạt kết quả tốt, trước tiên nên gội đầu bằng dầu gội Nutrio, xả sạch rồi chậm cho ráo bằng khăn lông, sau đó bỏ Hair Fitness Treatment lên đầu và massage nhẹ nhàng da đầu. Với Galvanic Spa System 2 có gắn đầu Scalp Conductor. Sau khi massage xong, không cần xả và chải tóc chuẩn bị đi. Còn cho cặp đùi, bạn dùng Galvanic Spa System 2 với Body Conductor và Body Shaping Gel. Đầu Body Conductor có 3 ngấn gù ra với mục đích tiếp xúc với da tối đa và xoa bóp tốt hơn. Body Shaping Gel có tác dụng làm da bằng phẳng và săn chắc. Những vận chuyển của đầu máy có thể loại trừ độc chất, tăng cường độ chắc và láng, nên thực hiện mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều thì bạn sẽ thấy được kết quả tốt đẹp. Với Galvanic Spa System 2, bạn sẽ hưởng được những lợi ích của những dịch vụ thực hiện ngay tại nhà mà không cần phải đến mỹ viện. Bạn sẽ có làn da đẹp, làn tóc mượt mà và một dốc dáng tươi trẻ. Bạn trông thật đẹp, mọi người sẽ không biết làm sao bạn có nhiều thì giờ như thế.